gì vậy? Khi ông ta đi chơi à? Được. Chơi gì? Quá. Chạm một tí. Ôi giời, thế mà đòi. Điên hồn này là nên hồn rồi. Bây giờ đánh cái này đi á. Đấy á. Mày đánh trước, tao đánh trước. Mà không. Đấy. Nào, gõ xem tao nào được nhiều cái hơn thì chơi trước nhá. Ba cái thì thua rồi. Ngứa đít. Em phải xâm được 30 cái. Đấy. Đánh lại. Thua rồi. Không. Hả? Đưa cho mình đánh lại. Ba. Hả? Ba cái. Hai. Ba. Thế đi em này. Sao? Hòa. Hòa. Bốn cái. Em cũng cực như anh ơi. Rồi, cho mình đánh trước tao. Hả? Mình gửi đến đây không? Mình gửi đến đây không? Chưa. Nào. Con đi gửi đến đây. Tí nữa. Đánh chưa? Tao. Nhanh đi. Rồi. Rồi. Nhắm vào đầu của em đây. Từ từ nhắm cửa chủ của em đây. Thế chú ở sao ai rồi? Thế thì lấy điểm. Lấy điểm rồi. Đó, điểm. Mày được điểm rồi. Em được một điểm. Điên à? Lấy thằng này. Một, hai, ba, ba điểm. Ba điểm. Ba gì? Ba này em phải ra nhìn cái. Nào. Ba đi ra em phải nhìn cái. Tao mà bắt được là mày chết luôn. Mày đánh trượt mày chết luôn. Mày cứ gà đánh lên được thì tao không bắt được thì mày lại gà tiếp. Bao nhiêu cái là được gà? Chỉ gà thôi. Không phải gọi nữa. Thì mày cứ gà thôi. Mày cứ gà mày đánh lên tao không bắt được mà mày. Định mất bao nhiêu cái là được gà? Mày cứ gà đi. Là chỉ gà. Bây giờ là chỉ gà thôi. 50 cái là chỉ gà. Cứ chỉ gà thôi. Gà. Ui dồi dồi. Lên ra đi. Điểm bọn. Đừng gửi đồ em. Gửi nhẹ nhẹ thôi để tao được. Đừng gửi đồ em. Ăn chưa? Nhắm mắt à? Thì nhắm.
Thảo đây, nhắm mắt lại. Đây. Nhắm mắt lại. Đó, sao vậy? Đứa ngồi xuống, ngồi xuống. Rồi. Ôi, cấm nhở mắt gì nhé. Cái khẩu trắng. Cái gì là cái gì? Bịt mắt này. Bịt mắt ra. Ăn rồi, thôi, thôi. Thôi. Đây rồi. Có gì, có gì rồi. Đây rồi. Mày bịt làm gì? Lại việc của em. Răng cứt chưa? Việc của em. Cái bịt mắt ra răng này. Nhanh lên. Lắm. Trong mắt chim ưng quái. Cái gì đấy? Bịt mắt của em chứ. Mắt chim ưng ơi. Ở em. Thấy chưa? Sắp thấy. Thế này nhé. Thế này. Anh chơi nhanh lên. Rồi. Quay đầu lại. Đấy. Bây giờ anh phải bỏ nó nhé. Bỏ. Ừ. Chị bỏ. Thế làm cho em không? Ừ. Bỏ này à? Bỏ sắp xuống. Hả? Sắp mông ạ. Sắp mông như thế này à? Được, không ngồi. Hả? Có mày bỏ kia. Có mày gì? Nào, lên đây nó căng. Bây giờ bên đây. Hả? Bây giờ bên này tí. Bên này à? Rồi. Nhìn này, mày ngồi im nha. Không, để bóp à? Mày ngồi im. Tao chống đẩy luôn cả mày. Hả? Ui, có ai mình ra. 50 cân tao chống được. Rồi, thế bỏ đi. Cho anh một cái đi chứ. Không. Sao không kịp chứ, bỏ gì. Mấy phút. Đây. Bỏ 5 mét. Đây, tao bỏ thế này. Bỏ đi. Đấy. Bỏ thẳng. Thẳng đấy đi. Bỏ đến đâu? Bỏ vừa thẳng đi. Được chưa? Được. Hết chưa? Bạn cho anh bắt làm. Xong nhá. Chưa, bỏ tiếp. Bỏ nhá. Bỏ tiếp. Bỏ gì mà bỏ lắm đấy. Bỏ đi. Chơi tí chơi lại nhá. Ừ. Tí chơi lại. Thôi, ngồi im, ngồi im. Đợi đây. Thôi. Nhanh lên để chơi lại. Đợi em 2 phút đã. Đợi tí. Đấy, tí chơi lại, tao phải cho gốc ký. Em cái trò này hay lắm. Ôi, cả chân gì nữa. Ôi gì? Nhanh lên. Mọi con gì? Đây là gì nhỉ? Có là gì đâu? Nhanh lên để chơi lại. Đen rồi. Cái bẩn. Anh chị sang đây. Cái gì thôi, ta chả đi đâu. Không, anh chị sang đây. Nhanh lên, mày có chơi nữa không? Có. Chơi nữa thì nhanh lên. Em đang sang cái chơi này lắm. Cái gì? Đi sang đây. Đấy. Ngồi đó. Cái gì? Chứ ngồi ở vòng sạch, ngồi ở bẩn đó. Cái gì? Nằm đó. Nằm ấn cứt là nằm dưới đất làm gì? Cái gì đấy? Vắng mà nằm chỗ nó chạy. Chỗ anh bẩn. Ui. Xong chưa? Chưa. Đây. Chưa. Bỏ mắt nhá. Không. Chứ được. Làm gì? Nhanh lên còn chơi lại. Võng thằng nào hôi thế. Mày lại cho tao ra trùng bò trong mùi hôi vãi trưởng luôn. Không phải. Mùi này đúng mùi bò. Đúng mùi bò. Bò đâu mà bò. Trò này hay lắm mày ạ. Làm sao? Nhanh.
Nhanh lên chơi lại, tao cho mày lên máy nhà mày. Để em buộc chắc chắn à. Lên máy nhà. Không có cái trò gì mới à? Nằm đây tao ngủ luôn đấy. Cứ nằm im nè. Đơn giản. Cua phải nằm im. Cả buổi sáng. Mà nhanh lên để chơi lại. Hả? Nhanh lên để chơi lại chơi này. Từ từ. Thấy đơn giản không? Thấy nằm sướng không? Bình thường luôn. Mày chơi bẩn, đã mình chơi bẩn nên để cục đất rồi cái đầu kia tao gảy dính cục đất nó may vào đấy. Gà to cho mình chú. Gà to chưa? Nhanh lên. Từ từ. Đi. Sắp cháu ngủ. Nhanh lên còn chơi lại. Lại. Rồi. Cái gì đấy, tao bỏ bắn nha. Không, chứ được một lúc nữa. Bịt. Chặt thế. Được thế. Gì đấy. Làm xong phi vụ này. Em cho mỗi anh một con gà. À, cái gì đấy? Không. Ui, mày chói, tao làm gì đấy? Chói làm chói. Nhanh lên, cho mày chói nằm cút. Được rồi, mở mắt ra. Gì đấy? Cái gì đấy? Chưa được, mở, chưa, có lúc nào một tí nữa. Đấy, chỉnh nữa. Mở cái này, tháo ra. Tháo ra. Tao bỏ mắt đây. Tao bỏ mắt đây. Chưa. Chưa được. Cẩn thận nhỏ mắt là tên. Chưa được. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Như mọi người đã biết thì thời gian gần đây anh em mình có kinh doanh một sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamao TV. Thì trước đó một năm thì anh em mình có sử dụng bột trà xanh thì và có thấy hiệu quả tốt và có giới thiệu cho bạn bè anh em cùng sử dụng sản phẩm, thì đã nhận được những cái phản hồi rất là tích cực của mọi người. Thế nên là anh em mình đã quyết định kết hợp với công ty trà Việt Anh Tinh Hoa Trà Việt để cho ra lò sản phẩm bột trà xanh Matcha Tamao TV. Đây, mọi người nhìn rõ chưa? À, sản phẩm của anh em mình là 100% từ thiên nhiên nha mọi người nhá, không chất bảo quản. Thế nên là mọi người yên tâm sử dụng cho mọi loại da như anh em mình. À, đây như bao đệ thường hay đắp mặt bằng bột trà xanh của anh em mình thì cực kỳ mịn, da nó sẽ mịn màng sáng bóng. À, bột trà xanh của anh em mình thì thích hợp với mọi loại da, da bị mụn, da dầu, da khô và những cái xuất hiện những cái nếp nhăn ở tuổi 30 thì nhớ liên hệ anh em mình để sở hữu cho mình một bộ sản phẩm bột trà xanh Matcha Tamao TV nhé mọi người nhé. Cam kết với mọi người sử dụng trong vòng nửa tháng là sẽ làn da của mình sẽ cải thiện rõ rệt. Mịn như nặng luôn. Những ai mà da sạm, da gọi là không được ưng ý thì sử dụng đắp mặt nạ bột trà xanh của anh em mình thì sau trong vòng nửa tháng da nó sẽ cải thiện rõ rệt, căng bóng, mịn màng hơn. Và đó là về phần làm đẹp. Các bạn dùng có thể đắp mặt cùng với sữa chua này, sữa tươi không đường này, có thể dùng với lại cả mật ong này, sẽ kết hợp với những cái đồ từ thiên nhiên đấy thì nó sẽ làn da của mình sẽ cực kỳ ok luôn, da đường tàng cái mút đi mà làm bánh với cả làm chạm bún chả đá các kiểu được. Các bạn nữ đi với người yêu thì có một làn da như vậy thì quá là ok. Đấy, đó là cái công dụng làm đẹp của bột trà xanh Matcha Tamao TV, 100% từ thiên nhiên nhé mọi người nhé, không chất bảo quản luôn. Và cái thứ hai nữa là công dụng tiếp theo là có thể cho đá với đường uống khoái lắm, nên cho làm thế.
Đấy. Ngon lắm. À, bột trà xanh như anh em mình đã pha khoảng tầm 2 thìa cà phê với đến tầm nước vừa đủ nhá. Là mình không cho đường, mình dùng để có tác dụng là giữ được dáng eo thon, giảm béo nha mọi người nhá. Khi anh em mình ăn rất là nhiều như thế mà mọi người bảo tại sao lại không bị béo lên, đó là anh em mình nhờ bộ sản phẩm của anh em mình đấy nhá. Cho mọi người xem lại một lần nữa. Đó. Rồi, ok. Mọi người nếu muốn sở hữu cho mình một sản phẩm bột trà xanh matcha Tama TV thì nhớ liên hệ anh em mình qua Zalo số điện thoại 0585898688 hoặc 0585898688. 0585898688. Mình có để ở dưới mô tả nhé, và hoặc là các bạn có thể inbox trực tiếp vào fanpage Tama TV, page Tama TV Tích Xanh nhé mọi người nhé, mình để hình ở trên màn hình và ở dưới mô tả nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của anh em mình nhé, nhớ đăng ký kênh ủng hộ anh em mình, like chia sẻ nhé. Chào tất cả mọi người, chia sẻ video này, chia sẻ video này để đến tất với các bạn là bị gọi là lần một có chưa có một làn da ưng ý thì nhớ chia sẻ cho mọi người nhá. Chào tất cả mọi người.